Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình làm lời kết tổng hợp những cái bài viết phía trên. Mời các bạn chú ý lắng nghe và để có mình cho mình có một cái lý luận tổng quát. Cả thế giới ngày nay đã đau khổ quá nhiều do hậu quả của nền văn hóa phi nhân bản. Lương tâm và lương tri nhân loại cần phải đi tìm một nền văn hóa nhân bản phục vụ hạnh phúc con người. Thật ra, từ trước công nguyên, Hy Lạp đã có một nền văn minh khoa học rất cao và một triết học nhân bản rất tốt đẹp, nhưng đã bị đế quốc La Mã thiêu hủy hết các sách của Hy Lạp làm cha, làm cho cả châu Âu phải chìm đắm trong thời đại đen tối. Nhiều thế kỷ, sự mê tín hoành hành khắp lục địa Âu Châu, các cuộc chiến tranh xảy ra liên miên giữa các lãnh chúa trong thời Trung Cổ, làm cho các thành phố phần lớn bị đổ nát. Các đường xá mọc đầy cỏ dại, các ngành thương mại bị tê liệt. Toàn dân Âu Châu phải quy tụ với nhau để tự bảo vệ trong các làng mạc hẻo lánh hay các ở tỉnh nhỏ, ở thôn quê. Họ sống bằng nghề nông với thu nhập nhỏ khiến đời sống vô cùng chật vật. Đời sống càng thêm khốn khổ do luôn luôn phải đối đầu với chiến tranh, bệnh tật và nạn đói. Từ thế kỷ thứ 8, Âu Châu được chia thành nhiều nước nhỏ, mỗi nước chia thành nhiều thái ấp hoặc chư hầu, hệ thống xã hội ngày được gọi là phong kiến, kéo dài từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 13. Dân chúng trở thành các nông nô làm việc cơ cực ở đồng ruộng để nộp hoa lợi cho lãnh chúa. Trong khi đó, các lãnh bạo chúa thường xuyên gây chiến tranh với nhau để duy trì quyền lực và quyền lợi riêng. Suốt trong các thế kỷ này của thời đại đen tối, giáo hội Công giáo La Mã bị lực lượng tinh thần tối cao vượt trên mọi lãnh chúa. Toàn thể dân chúng cực khổ hướng về giáo hội để tìm đường giải thoát đau khổ bằng cách cầu nguyện Chúa về vâng lời tòa thánh. Dân chúng không còn ai lưu tâm gì đến các vấn đề thế giới bên ngoài hoặc để ý tìm hiểu vũ trụ. Vả lại, vào thời đó dân chúng không có thể kiếm ra sách để đọc, vì các tổ cổ thư đều được chép bằng tay công phu và rất hiếm. Tuyệt đại đa số dân chúng đều mù chữ, chỉ có giới quý tộc và tu sĩ biết đọc biết viết mà thôi. Mọi ngành văn học và nghệ thuật đều hướng vào việc ca ngợi chúc và các thánh của giáo hội. Các sách đều được giấu trong các tu viện, giấu nhẹm mọi kiến thức khoa học, đàn áp mọi sáng kiến hoặc khám phá vũ trụ đi ngược lại thánh kinh. Toàn dân Âu Châu thời đó đều được giáo dục bằng những kiến thức lệch lạc. Mọi người đều tin trái đất phẳng và mặt trời xoay quanh trái đất. Ai sinh ra đời cũng mắc tội tổ tông, cần phải có ơn cứu chuộc của Chúa Kitô và cần có tu sĩ coi sóc phần linh hồn. Mọi vật trong vũ trụ được cấu tạo bằng bốn yếu tố: đất, nước, không khí và lửa. Các học giả trí thức chỉ thích bàn về thần học và đoán mò về thánh ý của Đức Chúa Trời. Đầu thế kỷ thứ 14, bắt đầu có phong trào xét duyệt lại các giá trị của nền văn minh Kitô giáo. Học giả và trí thức Tây Phương cố gắng moi tìm lại trong quá khứ cổ xưa của Hy Lạp. Cái kho tàng nghệ thuật, khoa học và triết học đã bị thất lạc. Thời kỳ này kéo dài từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 17, được coi là thời kỳ phục hưng, có nghĩa là sự tái sinh của nền văn hóa cổ. Người đầu tiên khai sáng phong trào phục hưng ở Âu Châu là học giả tên là Petrarch, 1304-1374. Ông rất thông thạo tiếng Hy Lạp và đã nhờ bạn bè đi khắp nơi mua về cho ông các cổ thư Hy Lạp còn sót lại. Cuối cùng ông lập được một thư viện và kêu gọi mọi học giả đến nghiên cứu. Ông quan điểm sách là kho tàng ghi tiếng nói của các bậc khôn ngoan, các bài kinh nghiệm của lịch sử, các tư tưởng về luân lý, tôn giáo, luật pháp và toàn bộ nền văn minh của con người. Sách là ký ức của quá khứ, không có sách không có chỗ đứng để đi lên, không có gương sáng để theo và gương xấu để tránh. Dần dần Petrarch và các bạn học giả của ông khám phá ra rằng hầu hết các bản dịch của các tu sĩ đều sai lầm và bịa đặt. Họ càng nghiên cứu và càng thắng phục nền văn minh cổ Hy Lạp
Do đó tư tưởng của các trí thức Âu Châu bắt đầu thay đổi. Thay vì cúi đầu vào thánh kinh, họ ngẩng đầu lên quan sát vũ trụ và thế giới. Họ bắt đầu đưa ra các giải thuyết, sau đó trắc nghiệm để dần dần đi tới kết luận. Sự thay đổi não trạng của trí thức Âu Châu đã sản xuất ra nhiều triết nhân có khuynh hướng nhân bản. Họ coi ý kiến của mọi cá nhân là quan trọng và họ đòi hỏi mọi người phải có quyền tự do phát biểu tư tưởng. Họ vạch ra cho mọi người thấy rằng sự tranh luận tự do giữa con người sẽ thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Cái thói quen ngoan ngoãn tuyệt đối vâng lời của các giáo sĩ và giáo hội mà không thắc mắc gì cả là đầu mối của sự mê muội và dìm xã hội trong bóng tối tâm linh. Họ chủ trương luật pháp là sản phẩm của con người nên con người có quyền thay đổi. Chẳng có luật pháp, luật nào mà luật của Chúa mà con người không thể không có quyền thay đổi cả. Lập luận này nhắm vào việc đã phá giáo hội Công giáo vốn có quyền thống truyền thống cho rằng mọi giáo điều của là luật của Chúa có giá trị và bất khả di dịch. Chống lại giáo điều và giáo luật không thể bị lên án là chống lại Thiên Chúa, vì đó là cái cớ giả tạo để giáo hội đưa ra kẻ chống đối lên là giàn hỏa mà thôi. Các học giả Tây Phương tiếp tục đào sâu khám phá kho tàng kiến thức của cổ Hy Lạp. Điều đã nhận ra các tội ác lớn lao của đế quốc La Mã chỉ vì muốn giấu tung tích ngụy tạo của đạo Công giáo mà ra tay hủy diệt mọi kho sách cổ Hy Lạp, khiến cho nền văn minh nhân loại bị chậm lại trên 10 thế kỷ. Đặc tính của La Mã là nhiều tham vọng và tàn bạo. Đặc tính của người Hy Lạp là yêu sự học hỏi. Từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, Pythagoras đã dạy cho biết trái đất tròn và quay chung quanh mặt trời. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Aristotle đã vẽ hệ thống thái dương hệ với mặt trời ở trung tâm, như Copernicus của thế kỷ thứ 19. Cũng trong thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, Eratosthenes đã ước tính gần đúng chu vi trái đất. Trong thế giới thế kỷ thứ 5 sau công nguyên, Democritus và Leucippus đã đưa ra thuyết nguyên tử của vật chất và tiến hóa của sự sống, tương tự như Einstein và Darwin. Sử gia Lloyd Graham viết Thế giới Kitô giáo từ chối khoa học và triết học Hy Lạp. Tất cả khoa học vắng cổ này bị đốt ở nơi công cộng. Điều đó còn tệ hại hơn cả tội ác, đó là tội của các tổ phụ của đạo Kitô di hại đến ngày nay. Vì cái tội ác này mà ánh sáng của Hy Lạp đã phải dắt đi từ Aristotle đến Copernicus, từ Aristotle đến Baco và Democritus đến Darwin. Tội ác của đế quốc La Mã, tổ phụ đích thực của đạo Công giáo, là hủy diệt nền văn hóa nhân bản Hy Lạp để phát triển văn hóa du mục phi nhân bản của Babylon. Do Thái tràn ra khắp Âu Châu và thế giới, văn hóa du mục phi nhân bản của Babylon Do Thái chú trọng đến việc phụng sự thần linh và sẵn sàng hy sinh con người. Như Abraham giết con trai duy nhất của mình là Isaac để tế thần, đạo thờ thần Bon của Babylon tế thần bằng người sống rồi chia nhau ăn thịt, cũng tương tự như Công giáo lên rước lệ ăn bánh thánh, thịt chúa hay rượu máu chúa. Các tôn giáo xuất phát từ huyền thoại Babylon như Do Thái giáo, Kitô giáo gồm cả Công giáo Tin lành chính thống và Hồi giáo đều lấy Cựu ước Do Thái làm căn bản và đều có đặc tính hiếu thắng và hiếu sát. Gọi chung các đạo này là đạo Thiên Chúa hay độc thần giáo, và có lẽ chính xác nhất là nên gọi chung là đạo uống máu ăn thịt người. Ngày nay, người Tây Phương đã nhận ra điều đó và họ đã tăng cường công tác giáo dục đồng bào họ rằng bằng cách viết ra rất nhiều sách báo để soi sáng tâm linh. Nhờ vậy chúng ta hiện sẵn có rất nhiều tài liệu học hỏi để soi sáng tâm linh của mình. Và tôi ước mong được những gì tôi đã viết sẽ mang lại đôi điều lợi ích cho đồng bào, đồng đạo của tôi.
Trong đó có những người thân yêu nhất của tôi là vợ, con, anh em, chị em tôi. Tôi không mong điều gì khác hơn là mọi người Công giáo hãy bắt đầu sự nghi ngờ để rồi từ đó rà soát lại niềm tin của mình. Hãy biết nghi ngờ về sự thánh thiện của Tòa Thánh Vatican và Giáo Hoàng. Vì thật sự tất cả chỉ là giả tạo bên trong Tòa Thánh và bản thân của Giáo Hoàng đầy dẫy những chuyện thối tha bẩn thỉu còn ghê tởm hơn các triều đình thế gian. Những màn Giáo Hoàng ban phép giành lại Tòa Thánh cho các đám đông ở Vatican chỉ là những màn giả tạo để quay phim chụp ảnh. Các ký giả chuyên săn tin Vatican gọi đó là các màn show thay lòng, mắc phao video. Các hồng y da đen chẳng có chức vụ gì thật ở Vatican ngoài cái nhiệm vụ chính yếu là đi qua đi lại ở công trường Thánh Phêrô cho thiên hạ chụp ảnh quay phim để chứng tỏ giáo hội không kỳ thị chủng tộc. Sự thật Vatican là cái gốc xua đẩy bọn thực dân da trắng Âu Châu đi bắt dân da đen ở Phi Châu về làm nô lệ trong những thế kỷ qua. Cựu linh mục dòng tên Phêrô de Rose, tác giả Vicar of Church, đã phải thốt lên Vatican là cái xưởng sản xuất đồ giả lớn nhất thế giới. Tổ tiên của chúng ta đã dạy chỉ có cái thật mới phát sinh ra sự tốt lành. Sự thật và sự lành sinh ra cái đẹp, chân, thiện, mỹ. Vatican là trung tâm của sự gian trá, không thể nào có được sự thiện lành. Sự gian trá chỉ có thể sinh ra tội ác xấu xa. Trên đời này chỉ có sự gian ác đối nghịch với sự ngay lành mà thôi. Cuối cùng, sự thiện lành sẽ chiến thắng sự gian ác dù cho kẻ gian ác khôn ngoan và vĩ quyệt đến đâu. Từ cổ chí kim, các bậc minh triết của nhân loại đã băn khoăn rất nhiều về sự thật. Họ đã để lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm để chúng ta học hỏi. Tất cả đều chỉ cho chúng ta thấy rằng muốn có cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, tốt đẹp, chúng ta phải bắt đầu từ bằng lòng yêu thương sự thật. Bởi lẽ phải có chân trước hết rồi mới có thể thiện và mỹ. Nhà tư tưởng nổi tiếng vào thế kỷ thứ 17 gốc Do Thái là Spinoza 1632-1677, được coi là một trong những triết gia vĩ đại lớn nhất của Tây Phương và được xếp ngang hàng với lão tử của triết học Đông Phương, đã viết: không có gì có giá trị hơn tình bạn với người chân thành yêu sự thật, và vì không có gì ngoài sự thật có khả năng đoàn kết được mọi ý kiến dị biệt và mọi tính tình khác. Dù cho chúng ta hiện đang ở trong một nhóm thiểu số giữa một tập thể đông đảo đang hùa theo một tà thuyết hay là một tà đạo, chúng ta hãy can đảm chiến đấu cho cái lý của sự thật. Cổ nhân thường nói vạn sự nhất lý. Dù chúng ta chỉ là một nhóm rất nhỏ, nhưng một khi đã nắm được cái lý do, chúng ta sẽ trở nên những người có sức mạnh vô địch. Cái lý của sự thật sẽ giúp chúng ta vượt thắng mọi sự trở ngại khó khăn để đạt tới thắng lợi vẻ vang cuối cùng. Trong lịch sử nhân loại, nhiều thế lực gian ác đã có một thời hùng mạnh, nhưng cuối cùng không có thế lực nào có thể mạnh hơn sự thật. Dù cho sự thật có bị các thế lực gian ác đè bẹp tới sát mặt đất chăng nữa, cuối cùng sự thật sẽ lại vươn lên. Nhiều triết gia yêu sự thật còn hơn cả cái tình tiền tài danh vọng. Tất cả chỉ vì một nguyên do: sự thật là quyền năng và sẽ chiến thắng tất cả. Tuy nhiên, trong khi chiến đấu cho sự thật, chúng ta cũng phải trả giá cho lòng yêu thương sự thật. Người chiến đấu cho sự thật luôn luôn bị những kẻ gian ác rất tâm hãm hại và đe dọa sự an toàn thân mạng. Nhưng các chiến sĩ chiến đấu cho sự thật hãy bền gan, vì những người chân thật luôn luôn là những người có lòng nhân ái lớn lao. Đó chính là đức từ bi mà Đức Phật đã dạy. Một khi đã có đức bi, tất sẽ có trí và dũng. Những người thiện lành yêu mến sự thật sẽ được Thượng Đế, không nên hiểu chữ Thượng Đế như người Kitô giáo, soi sáng và ban phước mạnh, ban sức mạnh tinh thần hết sức dồi dào để chiến thắng mọi loại quỷ vương. Vào thế kỷ thứ 18, văn hào chống Công giáo một số tại Pháp là Voltaire đã nói lên kinh nghiệm của mình: hãy nói lên sự thật rồi chạy trốn để có an toàn.
Valentiner đã trở nên người lãnh đạo hàng đầu của phong trào soi sáng tại Âu Châu vào thế kỷ thứ 18. Tư tưởng của ông là một trong những nguyên nhân dẫn đến hai cuộc cách mạng lớn giải phóng của con người là cuộc cách mạng Hoa Kỳ năm 1776 và cách mạng Pháp năm 1789. Cựu tổng thống Mỹ Truman cũng cho chúng ta một kinh nghiệm là những thế lực tội ác có thể sẽ kết án chúng ta, đẩy họ vào hỏa ngục. Nhưng thật ra chúng ta chẳng có ý đẩy ai xuống địa ngục cả. Chúng ta chỉ muốn nói lên sự thật mà thôi. Đến đây, xin quý độc giả cho phép tôi được mở dấu ngoặc để nói lên một kinh nghiệm bản thân. Tôi vốn được giáo dục trong nền văn hóa Công giáo từ nhỏ đến lớn, nhưng cuối cùng tôi đã phải giả từ cái tôn giáo lâu đời của gia tộc mình. Cuộc hành trình đi đến chỗ bỏ đạo này khởi đầu từ sự nghi ngờ về cái giá trị chân thật của các tín lý và giáo điều của đạo Công giáo. Tôi cố gắng vận dụng lý trí và đồng thời tìm đến các tài liệu khách quan có giá trị cao để soi rọi vào niềm tin cố hữu của mình. Tôi như một con bệnh tâm trí dần dần được phục hồi để tìm đường về với sự thật. Động cơ thúc đẩy tôi mạnh mẽ nhất là lòng thiết tha yêu mến sự thật và sẵn sàng chết cho sự thật. Sở dĩ tôi cố gắng viết ra những điều này không nhằm mục tiêu nào khác hơn là giúp những người cùng cảnh ngộ có một tài liệu để tự suy nghiệm về niềm tin của mình. Tôi thành khẩn mong những người đó không phải phí thời giờ và công sức đi tìm các tài liệu này. Mới đây, tôi đọc được một lời Phật dạy rất hợp với hoàn cảnh của tôi để khiến tôi vui sướng vô cùng. Phật dạy rằng, sự nghi ngờ là chính đáng. Đừng để cho các sách thánh dẫn dắt bởi uy quyền của các vị thầy của các tôn giáo khác. Khi nhận ra điều gì xấu xa và không xứng hợp với mình thì hãy vứt bỏ nó. Và khi nhận ra điều gì là tốt và xứng hợp thì hãy làm điều đó. Hãy là ngọn đèn tự soi sáng mình. Hãy duy trì sự thật trong lòng mình và chỉ vì sự thật mà thôi. Tôi rất yêu những lời sau đây của vị Phật sống Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma. Một người có đức tin tôn giáo hay không cũng không quan trọng cho lắm. Điều quan trọng hơn nữa chính là họ phải là người thiện lành. Không có một tôn giáo nào thỏa mãn được toàn thể nhân loại. Chúng ta có thể kết luận rằng loài người có thể sống khá tốt đẹp mà không phải cần đến tín ngưỡng. Điều đó có vẻ như một xác nhận bất thường khi sự xác nhận đó đến từ một nhân vật tôn giáo. Là một con người, tôi có trách nhiệm lớn lao hơn nữa đối với toàn thể gia đình nhân loại. Mà sự thật chúng ta đều có. Và bởi vì đa số không thực hành tôn giáo cho nên tôi cố gắng tìm ra một con đường phục vụ toàn nhân loại mà không cần kêu cầu đến tín ngưỡng, đạo lý cho thiên niên kỷ mới. Linh Thụy chuyển ngữ, Văn Nghệ xuất bản năm 1999, trang 33 đến trang 35. Mọi người thân yêu nhất của tôi đều đang có niềm tin công giáo. Tôi không có một lý do nào để căm thù cái đạo gốc của mình. Tuy nhiên, tôi không thể nào chấp nhận được cái thói cao ngạo láo xược của đại đa số tu sĩ công giáo luôn luôn cho rằng chỉ có công giáo là duy nhất và thánh thiện. Duy nhất đúng đắn, họ gọi tôn giáo khác là các đạo thờ quỷ. Sự thật chẳng có tôn giáo nào thờ quỷ cả, vì theo giáo lý công giáo, quỷ là kẻ bị Chúa phạt đày xuống hỏa ngục. Như vậy, quỷ là kẻ thất bại và bị tước đoạt mọi quyền năng. Liệu có ai ngu xuẩn để tôn thờ một kẻ không còn quyền năng gì mà còn đang bị giam trong lửa hỏa ngục? Các tu sĩ công giáo thường có thói quen gọi các đạo khác là bục thần ma quỷ. Chẳng qua chỉ muốn dùng danh từ này để nhục mạ các tôn giáo khác, nhất là để nhục mạ đạo Phật. Các tôn giáo khác có ai gọi công giáo là đạo thờ quỷ, chắc chắn công giáo sẽ thánh chiến thật thảm khốc chống lại tôn giáo đó. Vậy mà trong các sách kinh công giáo vẫn còn trình in những câu kinh nhục mạ các tôn giáo khác. Thật là một sự tự cao tự đại một cách trơ trẽn và không sáng suốt. Sự tự cao tự đại
đó ai cũng có thể nhận thấy rõ, khiến cho các tu sĩ Công giáo không thể chối cãi. Nhưng cái tội ác của giáo hội Công giáo ở chỗ đã nhân danh cái quyền tự phong là độc quyền chân lý để tàn sát cái đạo khác bằng các cuộc thánh chiến. Chiến tranh là chết người, là đau khổ thì không thể gọi là thánh được. Đẫm máu và bằng các tòa án tôn giáo đưa hàng triệu người lên giàn hỏa để thiêu sống trong nhiều thế kỷ qua là một tội ác không thể không nguyền rủa. Sau 40 năm chuyên nghiên cứu về Kitô giáo, giáo sư cựu linh mục Công giáo gốc Á Nhĩ Lan George Dominic Crossan đã từng được giải thưởng của Hàn Lâm Viện Hoa Kỳ, tác giả tác phẩm bestseller The History of Jesus và Who is Jesus, đã viết về giáo hội Công giáo như sau: con đường độc đạo chỉ có ta là duy nhất tuyệt đối, đúng có nghĩa là tất cả mọi người khác đều phải chết. Công giáo La Mã có quyền gì mà dám nhân danh thần linh để hủy diệt mọi người không chấp nhận các tín điều bậy bạ vô luân của Công giáo? Chỉ có Công giáo là một thứ đạo khốn nạn và phi nhân nhất lịch sử loài người mới có cái thái độ đáng nguyền rủa đó mà thôi. Vậy tại sao loài người lại không có quyền tự vệ chính đáng để bỏ cái đạo khốn nạn đó? Công giáo là đám cỏ dại trên cánh đồng Việt Nam. Tại sao chúng ta không bỏ cái đám cỏ dại này để cứu cánh đồng Việt Nam? Chúng ta cần phải học hỏi các bài học lịch sử đầy đau thương của các quốc gia Âu Mỹ đã từng là những nạn nhân của hiểm họa Công giáo La Mã. Một, kinh nghiệm của các nước Hy Lạp, Nga và Đông Âu. Năm 1054, các giáo hội Công giáo tại Hy Lạp, Nga và Đông Âu đã là những nước đầu tiên nhận thức được âm mưu xâm lược toàn cầu của dưới chiêu bài tôn giáo của đế quốc La Mã. Do đó, họ đã đồng loạt tuyên bố tách rời khỏi Vatican. Sử gia John Knox đã ghi nhận sự kiện này không phải do xung đột về giáo lý mà là để chống lại ý đồ bành trướng lãnh thổ của đế quốc La Mã. Tác giả viết: Catholic in the West Vatican had reached the meaning of the universe. Xin tạm dịch: trong thế giới phương Tây của Vatican, danh từ Công giáo với nguyên nghĩa là toàn cầu, trong ý nghĩa thật của nó là bành trướng lãnh thổ của giáo hội ra khắp thế giới. Từ đó đến cuối thế kỷ 20, Công giáo La Mã đã gây ra nhiều cuộc thánh chiến chống lại các quốc gia nói trên, gọi chung là giáo hội Đông Phương hoặc giáo hội chính thống, thảm khốc nhất là các cuộc nội chiến tại Nam Tư giữa các Croatia theo Công giáo và sứ Sibi chính thống giáo. Giữa thời đại văn minh của thế kỷ 20, thế giới đã phải xúc động trước các tin về những vụ giết người tập thể vì lý do tôn giáo tại các nước Croatia, Sibi và Bosnia. Tại Nam Tư, tất cả đều cùng là một giống nhân Celt, nhưng đã chia thành những quốc gia riêng biệt thù hằn lẫn nhau bằng chục thế kỷ dưới chỉ vì cuồng tín tôn giáo. Từ những kinh nghiệm đau thương đó, nên vào tháng 8 năm 1997, quốc nội Nga, hầu cộng sản, đã biểu quyết đạo luật công bố quyền tự do truyền đạo và bành hành đạo cho mọi tôn giáo. Chỉ có một biệt lệ duy nhất là tuyệt đối cấm Công giáo La Mã và Tin lành không được hoạt động tại Nga, như đã nói ở phần trước. Kinh nghiệm Anh Quốc phần 2. Tiếp theo, các nước Đông Âu là Anh Quốc tách rời khỏi Vatican năm 1535. Từ đầu thập niên 1530, vua Anh đã vận động Quốc hội Anh chuẩn y việc tách rời này. Công cuộc vận động của vua Anh bị Thủ tướng Anh thời đó là Thomas More cực lực phản đối. Thomas More xin từ chức chủ Thủ tướng Anh Quốc năm 1532, y vận động chống lại vua Anh và ủng hộ việc thiết lập các tòa án dị giáo để đưa các người chống Công giáo lên giàn hỏa. Ngày 1 tháng 2 năm 1935, Nghị viện Anh thông qua đạo luật The Act of Supremacy xác nhận vua Anh có quyền tối thượng đối với chủ quyền quốc gia và giảnh lãnh giáo chủ của giáo hội Công giáo Anh Quốc.
Năm 1559, Quốc hội Anh biểu quyết đạo luật tổ chức thống nhất cho toàn hệ thống công giáo nước Anh và duyệt xét lại toàn bộ các sách kinh nguyện và cho phép giáo dân chỉ được đọc các kinh đã được in trong sách kinh thánh. Kinh chính thức được gọi là The Book of Common Pleas. Năm 1535, Thomas More bị đưa ra công trường. Westminster chém đầu về tội phản nghịch. Trước khi lên đoạn đầu đài, Thomas More tuyên bố công giáo La Mã là giáo hội toàn cầu. Tôi chết trong và vì niềm tin công giáo. Năm 1935, kỷ niệm 400 năm Thomas More chết vì đạo, Vatican đã phong tên phản quốc này bậc hiển thánh. Xin đọc Mantirigon A Work Online List Be Fine. 3. Kinh nghiệm các nước toàn tòng công giáo tại Mỹ, châu Latin. Ở phần trên của bài viết này, tôi đã có dịp kể chuyện về cuộc sống dâm ô cuồng loạn có 102 của giáo hoàng gốc Tây Ban Nha là Alexander thứ 6. Ông ta nổi tiếng vì đã loạn luân với mẹ ông, với con gái, với cô em ruột và với con riêng của vợ. Nhưng ông ta cũng nổi tiếng vì đã phát động cuộc xâm lược đại quy mô của thực dân Tây Ban Nha và tu sĩ công giáo vào lục địa châu Mỹ. Giáo hoàng Alexander thứ 6 và người con trai là ông hoàng Bonifacius cũng nổi tiếng vì đã là nguồn cảm hứng cho Machiavelli viết nên tác phẩm Lừng Danh Quân Vương. Tôi đã có dịp trình bày ở những đoạn trên nhằm mục đích chứng minh rằng Vatican là trung tâm phát sinh một xu hướng méo mó về đạo đức chính trị phi nhân bản, đã phá hoại hòa bình, thế giới và hạnh phúc nhân loại trong những thế kỷ qua và còn tiếp tục. Trong một bành trướng của lãnh thổ và cướp đoạt vàng bạc của cải làm giàu cho tòa thánh, giáo hoàng Alexander thứ 6 giao độc quyền khai thác vùng đất cho Columbus khám phá tức châu Mỹ cho hoàng gia Tây Ban Nha năm 1503. Ngày 4 tháng 5 năm 1493, giáo hoàng Alexander thứ 4 ký sách chỉ Inter Casus. Sách chỉ này về sau được dùng làm căn bản cho việc triển khai quyền sở hữu về tân thế giới. Năm 1519, hoàng gia Tây Ban Nha sử dụng một tên du thực 35 tuổi chuyên đi tìm vàng là Hernán Cortés làm tướng chỉ huy một hạm đội gồm 11 chiến thuyền, 10 đại bác và 600 binh sĩ cùng với một đoàn tu sĩ dòng Francisco do giám mục Diego de Landa lãnh đạo lên đường chinh phục châu Mỹ. Tháng 3 năm 1519, đoàn quân này đổ bộ ở vùng vịnh Tabasco. Tháng 5 năm 1519, chúng chiếm thành phố Cholula và phá hủy 400 kim tự tháp tại đây. Năm 1521, chúng chiếm Tenochtitlan và hoàn tất cuộc xâm lược Mexico, Mễ Tây Cơ. Trước khi chiếm thành phố lớn nhất của Mexico thời đó là thành phố Montezamos, chúng đột nhập vào các nhà tù, phóng thích tù nhân và dụ họ hợp tác dẫn đường trong thành phố. Nhưng sau khi thành công, bọn chúng đã giết hết đám tù nhân đã giúp chúng. Giám mục lãnh đạo tinh thần của đoàn quân xâm lược là giám mục Diego de Landa, chủ trương đốt sạch, xóa bỏ mọi vết tích nền văn minh cổ đại của người da đỏ. Trong các đền thờ được xây cất tương tự như kim tự tháp của các dân tộc Aztec, Toltec, Maya thường có nhiều biểu tượng và đồ vật trang sức bằng vàng. Bọn thực dân đem nấu chảy thành vàng khối trở về Tây Ban Nha. Các thứ còn lại chúng đều phá hủy hoặc đốt cháy thành than. Trong số các kim tự tháp có một cái gọi là đền thờ Tep Bama Anapa, cao tới 60 mét, mỗi cạnh rộng 300 mét, lớn gấp đôi kim tự tháp treo của Ai Cập. Hiện trên đỉnh của nó là thờ Đức Mẹ Đồng Trinh. Năm 1843,
nhà khảo cổ Mỹ John Lyon Stephen viết sách kể chuyện ông đã tìm được dấu vết của 44 thành phố thuộc văn minh Maya. Bị thực dân Tây Ban Nha phá hủy, ông đã tìm được một kho sách cổ của dân tộc Maya gồm hàng ngàn bản gỗ có ghi chữ tượng hình, nhưng điều đã bị chảy thành than. Nhiều tấm bia đã có khắc hình và chữ bị đập vỡ vứt xuống đáy hồ. Hiện nay các nhà khảo cổ chỉ tìm lại được rất ít tượng đồng và tượng đá của nền văn minh Maya. Người Maya đã đạt được trình độ cao trong việc sản xuất đồ gốm và nhiều loại nữ trang rất đẹp. Theo các nhà khảo cổ, ước tính của nền văn minh Maya đã có từ thế kỷ thứ 12 trước Tây lịch. Tội ác của đoàn quân xâm lược dưới sự lãnh đạo của giám mục Diego và Hapma Cortez còn được ghi lại trong những cuốn sách thuộc loại hồi ký của các nhà cha dòng đi theo đoàn quân xâm lược. Trong đó có một số hình ảnh vẽ cảnh chặt tay, chặt chân, tù binh da đỏ rất dã man. Nhiều thổ dân trên các đảo thuộc quần đảo Antilles đã bị bọn thực dân tiêu diệt sạch, không còn một ai sống sót. Theo một số báo cáo của những đoàn quân xâm lược gửi về triều đình của Tây Ban Nha, thì vào giữa thế kỷ 16, dân số Mexico khoảng 15 triệu người. Nhưng đầu thế kỷ thứ 17 chỉ còn 2 triệu người mà thôi. Dân số Mễ Tây Cơ hiện nay là 100.349.766. Phần lớn thổ dân đã chết vì bị nhiễm các loại vi trùng lạ do thực dân Tây Ban Nha đem từ lục địa Âu Châu qua. Sau khi chiếm được Mexico, thực dân Tây Ban Nha và tu sĩ nhà thờ lập nên các đồn điền và các khu khai thác mỏ và biến thổ dân thành nô lệ. Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, thực dân đến Phi Châu bắt cóc người da đen đem đến Mỹ Châu khoảng 60 triệu người để tăng cường nhân lực nô lệ cho các đồn điền và hầm mỏ. Ngay từ những năm đầu của cuộc xâm lược vào Mexico, riêng một mình Hernán Cortés đã chiếm 250 hectare đồn điền và làm chủ 200.000 nô lệ da đỏ. Cuối thế kỷ 18, do ảnh hưởng của các cuộc chiến cách mạng tại Hoa Kỳ và Pháp, nhất là do ảnh hưởng tư tưởng của các nhà tư tưởng thuộc phong trào soi sáng Âu Châu, được dịch sang tiếng Tây Ban Nha, một số linh mục cấp tiến đã cầm đầu các cuộc cách mạng chống lại chính quyền thuộc địa và các nhà thờ Công giáo. Phần lớn các cuộc cách mạng này đều bị tắm trong biển máu, phải để đến thế kỷ 19, nhiều nước tại châu Mỹ mới đạt được thắng lợi lớn lao về chính trị, kinh tế và xã hội nên tin toàn lục địa châu Mỹ Latin. Sự kiện lớn lao này được mô tả khá chi tiết trong các tác phẩm The Emergence of Latin American in the 19th Century. Đáng chú ý nhất là Hiến pháp Mexico năm 1857. Hiến pháp này được nhiều nước châu Mỹ Latin noi theo. Bản hiến pháp này của Mexico đã đưa ra nhiều biện pháp táo bạo và cương quyết đối với các tu sĩ và nhà thờ Công giáo khiến ta phải kinh ngạc, sững sờ. Hiến pháp tước bỏ mọi đặc quyền, đặc lợi của các tu sĩ đã được chính quyền thuộc địa Tây Ban Nha công nhận trong các thế kỷ trước. Các đặc quyền, đặc lợi như tu sĩ được miễn đi lính, tu sĩ được xét xử tại các tòa án riêng và theo luật riêng, các tu sĩ tự xưng là người của Chúa nên đòi phải được xử theo luật của Chúa chứ không thể bị xét xử theo luật của người phàm. Tu sĩ bị tước đoạt độc quyền làm khai sinh hung thú, chứng từ khai tử. Tất cả các việc này đều được thế tục hóa, tức là được chuyển cho các viên chức nhà nước thực hiện. Điều quan trọng là nhà thờ phải được tách rời hoàn toàn ra khỏi chính quyền. Các tu sĩ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Các viện nữ tu bị hoàn toàn dẹp bỏ với hình phạt tử hình được áp dụng cho bất cứ nữ tu nào bị bắt gặp còn ở lại trong tu viện. Các nam tu sĩ bị cấm không được mặc áo dòng khi xuất hiện ở các nơi công cộng. Toàn bộ tài sản của giáo hội bị tịch thu, nhưng tại Việt Nam, các tài sản của giáo hội Công giáo nhờ thế lực của thực dân mà vẫn còn,
chưa ai đụng đến. Trong số đó có đến một số nhà thờ được bán cho những người Tin Lành ngoại quốc. Hầu hết các nước châu Mỹ Latin theo đuổi chính sách công khai chống các tu sĩ Công giáo, nhất là ở Venezuela, Colombia và West Canada. Với rất nhiều kinh nghiệm chống tà đạo Công giáo trên khắp thế giới, ước mong cần phải nghiên cứu và học hỏi để có thể đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm tiêu hủy hoặc ít ra là giảm thiểu các ảnh hưởng tai hại của Công giáo La Mã trên đất nước ta. Không có gì có thể ngăn cản chúng ta ban hành một đạo luật tương tự như nước Nga là cấm chỉ mọi hoạt động của Công giáo La Mã và Tin Lành, trong khi vẫn cho phép các tôn giáo khác được tự do hoạt động. Bài học Anh quốc thế kỷ 16 đã chỉ cho chúng ta thấy là muốn bảo tồn chủ quyền quốc gia và độc lập dân tộc thì giáo hội Công giáo bản xứ phải dứt khoát đoạt tuyệt với Vatican. Vì Vatican luôn luôn tìm cách xâm phạm chủ quyền quốc gia của các nước trên thế giới qua giáo hội Công giáo bản địa, mà ban tham mưu của nó là các hội đồng giám mục tại mỗi nước. Quốc hội Anh thế kỷ 16 đã khẳng định mọi cuốn sách kinh nguyện phải được quốc hội thông qua để loại bỏ mọi cấu kinh đi ngược lại quyền lợi chung của quốc gia dân tộc. Trong cuốn Vatican Thú Tội và Xin Lỗi, giao điểm 2001, ông Bùi Kha đề cập Giáo hội Công giáo Việt Nam nên chỉnh đốn lại toàn bộ thánh kinh trước lúc mở các chủng viện và giảng dạy cho tín đồ, vì thánh kinh có hơn 80% là ngụy tạo và vô số lời dạy trong đó đã nó đối nghịch với phong tục tập quán, đạo đức và luật pháp Việt Nam. Các nước châu Mỹ Latin như chúng ta đều đã biết là những quốc gia toàn tòng Công giáo từ nhiều thế kỷ qua, vậy mà hầu hết các nước này đều noi gương Mexico đặt tu viện nam nữ Công giáo ra ngoài vòng pháp luật theo tinh thần Hiến pháp Mexico năm 1857. Toàn thể tài sản của giáo hội Công giáo bị tịch thu, các tu sĩ Công giáo bị tước đoạt quyền dạy học và quyền ứng cử bầu cử. Các nhà trường Công giáo hoàn toàn bị đóng cửa, các tu sĩ dòng tên ngoại quốc bị trục xuất, các tu sĩ nhà thờ bị cấm ngặt không được thu tiền của giáo dân dưới bất cứ hình thức nào. Các nhà thờ được đặt dưới sự kiểm soát thường xuyên của chính phủ. Sở dĩ các dân tộc châu Mỹ Latin có những biện pháp quyết liệt để trói tay giáo hội Công giáo, vì họ không thể quên được tội ác diệt chủng và diệt nền văn hóa cổ xưa của tổ tiên họ là người da đỏ. Thiết tưởng những biện pháp nêu trên vẫn là quá nhẹ so với các tội ác tày trời của giáo hội Công giáo đã phạm trong quá khứ đối với toàn thể các dân tộc châu Mỹ Latin. Năm 1917, Mexico đã có bản hiến pháp mới, nhưng lập trường của họ đối với giáo hội Công giáo vẫn giữ nguyên tinh thần của bản hiến pháp năm 1857. Năm 1979 và trong thập niên 1990, Giáo hoàng Gian Phao Đệ Nhị đã nhiều lần đến thăm Mexico để làm hòa, nhưng đã hoàn toàn thất bại. Mối quan hệ ngoại giao giữa Mexico và Vatican đến nay vẫn chưa được nói lại sau một thế kỷ hoàn toàn gián đoạn. Trong các nước châu Mỹ Latin toàn tòng Công giáo mà còn có những bản hiến pháp đặt các tu viện Công giáo ra ngoài vòng pháp luật như vậy, không lẽ tại Việt Nam Công giáo chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ nhoi, chúng ta lại không thể có được một đạo luật cho toàn bộ hệ thống tu sĩ Công giáo? Các giáo phái Tin Lành còn nguy hiểm hơn. Họ muốn biến các sắc dân thiểu số thành những khu vực tự trị ra ngoài vòng pháp luật được hay sao? Tuy số tín đồ Công giáo chỉ chiếm khoảng 8% dân số Việt Nam, nhưng hệ thống tu sĩ Công giáo là một tổ chức chặt chẽ, nắm đa số các trường học tư thục từ cấp tiểu học đến đại học, chi phối đa số ghế quốc hội của thời Đệ Nhị Cộng Hòa, chi phối các giới trí thức trong chính quyền và quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở cấp lãnh đạo thứ nhất. Hiện nay, số giáo dân Việt Nam tại hải ngoại phần đông rất giàu có, sẽ là nguồn tài trợ đắc lực cho mọi mưu toan lũng đoạn quốc gia của các giới tu sĩ Công giáo Việt Nam. Đứng trước các hiểm họa đó, thiết tưởng một đạo luật đặt hệ thống tu sĩ Công giáo Việt Nam ra ngoài vòng pháp luật là điều hết sức cần thiết để kịp thời đối phó với các xáo trộn chính trị có thể xảy ra khi đất nước ta bước vào giai đoạn phú cường. Biện pháp này càng tỏ ra cần thiết hơn nữa
vì có triệu chứng cho thấy các tôn giáo khác như một nhóm người của Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài cũng bắt chước Công giáo, cũng có hệ thống tu sĩ riêng của mình để lũng đoạn chính trị trong cái gọi là liên tôn. Các ủy ban liên tôn sẽ được sẽ là những xào huyệt để cho kẻ lưu manh chính trị núp đằng sau tha hồ phá rối an ninh quốc gia và vô hiệu hóa hoàn toàn mọi cố gắng của bất cứ chính phủ nào trong công cuộc kiến thiết quốc gia để mưu cầu hạnh phúc cho toàn dân tộc. Các bài học chống giáo hội Satan của các nước Âu Mỹ giúp các quốc gia khác một số kinh nghiệm về phương diện luật pháp và hành chính. Người Nhật trong thế kỷ 17 thấy biện pháp này không đủ hiệu năng nên họ đã treo cổ hoặc đóng đinh trên thập giá toàn bộ hệ thống tu sĩ Công giáo bản địa và thừa sai ngoại quốc cùng một lúc với việc tiêu diệt trọn 37.000 giáo dân tại Nagasaki năm 1638. Nên tránh bài học đau thương như Nhật Bản lúc bấy giờ. Chính nhờ biện pháp quyết liệt này, nước Nhật đã bảo toàn chủ quyền độc lập, bảo toàn danh dự quốc gia và văn hóa dân tộc. Đó chính là yếu tố đã đưa nước Nhật lên địa vị siêu cường ngày nay. Xin phép, xin xem tiếp phần 2 sách Kinh Công giáo và tác hại của nó. Cái phần sách Kinh Công giáo và tác hại của nó mình đã làm phần từ trước. Nếu các bạn muốn nghiên cứu, các bạn nghe lại ha. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh để được có nhiều lời thoại mới. Xin hẹn clip sau.